Xin chào các bạn, là Cúc Béo đây. Hôm nay thì mình nấu gà kho nghệ, một món gà kho ngon, ăn rất đưa cơm. Mời các bạn cùng tham khảo cách mình làm nhé. Nguyên liệu để làm gà kho nghệ ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị gồm có một con gà ta. Con gà này thì nó nhỏ thôi, nó nặng khoảng hơn 1 kg. Và mình sẽ kho gà cùng với nghệ tươi này, bột nghệ, gừng, hành khô, hai nhánh sả, một quả ớt nếu như các bạn thích ăn cay. Và đặc biệt ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng thêm lá nghệ tươi. Có cái lá nghệ tươi này thì lát mình sẽ sắt sợi nhỏ cùng với lá chanh. Đây, lá chanh. Lát nữa mình sẽ sắt sợi nhỏ để vào kho thì gà kho nghệ của chúng ta sẽ rất thơm đấy ạ. Gia vị để nấu món này thì hầu hết đều là những cái gia vị mà quen thuộc ở trong bếp thôi. Như là nước mắm này, dầu hào, bột nêm, bột canh và bột ngọt. Thì các bạn có thể thêm một chút tiêu xay nữa nhé. Thịt gà khi mua về thì mình sẽ bóc cùng với muối, hạt, rượu gừng cho sạch và khử hôi, sau đó rửa sạch lại và để ráo nước. Bây giờ thì mình sẽ chặt thịt gà thành miếng vừa ăn. Để làm gà kho thì mình chọn gà ta cho chắc thịt và thơm. Gà non mềm thì mình kho nhanh, còn gà già thì kho lâu hơn một chút cho nhừa. Thịt gà sau khi chặt xong thì mình sẽ ướp cùng với gia vị cho thịt gà được đậm thơm. Ở đây là với hơn 1 kg thịt gà mình sẽ ướp cùng với 1 thìa cà phê muối hạt, 1 thìa cà phê bột nêm, nửa thìa cà phê bột ngọt, 1 thìa cà phê tiêu xay, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê bột nghệ và 1 thìa canh dầu ăn. Và mình sẽ đập dập và băm nhỏ một ít hành khô, gừng, nghệ tươi và cho vào ướp cùng với thịt gà cho thơm. Và mình sẽ ướp thịt gà trong khoảng 20 phút và trong lúc đó thì sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Hành khô còn lại thì mình cũng đập dập và băm nhỏ. Sả bóc bớt lớp bẹ già bên ngoài và sắt khúc nhỏ. Gừng thì mình sẽ chia làm hai phần, một phần mình đập dập băm nhỏ, phần còn lại sắt sợi để lát cho vào sau khi mà gà nấu gần xong cho thơm. Và ớt thì đập dập và cắt khúc, lá nghệ mình rửa sạch và thái rối. Lá nghệ thì dùng để kho gà, kho cá hay là cho vào riêu cua thì rất thơm đấy ạ. Và lá chanh thì mình cũng sắt sợi nhỏ. Và như vậy là các nguyên liệu đã sơ chế xong rồi đấy ạ. Sau khi đã ướp gà được khoảng hơn 20 phút rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành kho nhé. Mình sẽ cho khoảng 3 thìa canh dầu ăn vào nồi. Làm nóng dầu thì cho hành, sả băm, gừng vào để phi thơm. Ở bước này thì cho thêm 1 thìa cà phê nước mắm để phi cùng với hành, gừng và sả. Không biết có bạn nào hay làm giống mình không, nhưng mà mình thấy các bà, các mẹ chỗ mình hay làm như vậy thì món ăn dậy mùi thơm vô cùng lắm ạ. Tiếp đến thì mình sẽ cho gà vào rang. Mình tăng nhiệt độ bếp để thịt gà nó được săn lại và mình đảo đều tay. Khi thịt gà đã săn lại và đã chín tới, có nghĩa là nó không còn cái màu đỏ nữa, thì mình sẽ chế thêm nước vào để kho. Lượng nước tùy vào bạn thích ăn nhiều nước kho hay là ít, thường thì mình sẽ cho hơi xâm xấp gà. Khi nước kho sôi thì mình sẽ hớt bỏ bọt bớt đi và chỉnh nhiệt độ xuống để lửa nhỏ vừa và kho. Bước này thì nếu mà có ớt thì các bạn cho ớt vào để kho cùng nhé. Thời gian kho thì khoảng 20 phút là thịt gà nó sẽ có cái độ mềm nhất định và thấm gia vị. Sau khoảng 20 phút thì mình sẽ cho nốt số gừng thái sợi vào. Cho ít gừng thêm vào sau như thế này thì món gà kho nó sẽ dậy mùi thơm. Sau đó nêm nếm lại gia vị vừa ăn, gồm có bột canh, bột nêm, một chút nước mắm. Nếu như bạn thích có vị ngọt dịu thì có thể nêm thêm xíu đường nhé. Mình thấy như ở miền Nam thì khi kho thì cũng hay cho thêm một xíu đường hoặc là nước màu. Hoặc là nhiều khi mà kho cá, kho thịt hay là kho thịt gà cũng cho thêm dầu hào. Thì cái này tùy khẩu vị mà các bạn điều chỉnh nêm nếm cho phù hợp nhé. Mình sẽ tiếp tục kho thêm 5 đến 10 phút nữa, rồi mình sẽ cho lá nghệ và lá chanh. Có thể rắc thêm một chút tiêu xay và mình sẽ tắt bếp. Thịt gà kho nghệ thì ăn lúc nóng mới ngon, màu sắc vàng ươm của món ăn này rất đẹp mắt. Thịt gà kho rất thơm, có vị đậm đà, mùi ngậy rất hấp dẫn. Như đã chia sẻ thì đây là một món gà kho, một món mặn ngon rất đưa cơm đấy ạ. Hy vọng rằng bạn sẽ nấu món này thật ngon khi áp dụng cách làm mà Cúc Béo đã chia sẻ nhé. Nếu như thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like và đừng quên nhấn nút đăng ký để chúng ta lại được gặp nhau ở những video khác. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.